Audio Jungle. Chào bà con, thì clip này mình quay bà con về cái cảnh mà nông dân của chúng ta đang tiến hành xử lý cái bệnh chết nhanh chết chậm trên cây tiêu á. Thì cái vườn này thì mình cũng quay cho bà con xem về cái cách mà phun và đổ thuốc để phòng cái bệnh chết nhanh chết chậm. Cái này thì rất là quan trọng, vì bà con biết sao? Vì trong cái thời gian mà tiêu đang hình thành trái chuẩn bị thu hoạch á, thì mình khuyên bà con nên đổ phòng đi để tránh cái tình trạng mà khi mà chuẩn bị thu á, phủ dạng bị phơi thu á, người ta chuẩn bị lúc hái thì nó chết hết thì chúng ta sẽ không có doanh thu. Thì thay vì để nó chết đó, thì con chúng ta phòng. Thì clip này mình quay trực tiếp tại vườn nông dân đang sử dụng thuốc nhiệt để trên cái cây vườn đất và phun cái bệnh chết nhanh chết chậm này á. Thì đang quay chi tiết, thì đây là cái chai Cubarin hàng của Nhật, tôi cho pha tỷ lệ là một chai đó với 800 lít nước, là tưới một gốc tiêu là 5 lít đó. Thì nông dân ta đang tưới rất là cụ thể đó, các bạn xem nè. Thì clip này mình quay rất là cụ thể để con chúng ta nắm được cái kỹ thuật và những cái chi tiết để xem nếu mà tiêu chúng ta có rơi tình trạng trái và chuỗi đang đạt năng suất rất là cao như thế này á, thì chúng ta nên phòng đi. Thì về phòng thì hiện tại có rất nhiều thuốc để mà phòng cái bệnh chết nhanh chết chậm này, nên ở trường hợp này thì bên cái thẩm mùi rất sử dụng thuốc của Nhật để phòng cái bệnh này rất là hiệu quả đó. Đây là cái vườn tiêu mình hay quay cho bà con xem á, thì hôm nay mình tiến hành cho nông dân phun. Thì hiện tại thì vùng Tây Nguyên Đắk Lắk chúng ta vào tháng từ tháng 9 đến tháng 10 dương lịch 2017 thì cái sản lượng mà nước mưa rất là nhiều, nên cái tình trạng mà tiêu chết nhanh chết chậm cũng rất là phổ biến, nên mình khuyên bà con ta nên đổ phòng đi. Nếu trong ngay giai đoạn kinh doanh á, tiêu rất là sai, nên bà con bỏ chi phí, chấp nhận bỏ chi phí ra vài trụ á, hay là vài 10 trụ á, chúng ta đổ để phòng được cái bệnh này, để cho qua Tết 2017 2018 á, chúng ta có thể nguồn thu sẽ được cao và dồi dào hơn. Thì clip này mình quay cũng rất là chi tiết về cái vườn tiêu này, chung rất là xung xuê và đẹp, nên nỗi lo của nông dân đó là sợ nó chết, nên mình khuyên cho anh nông dân này tiến hành là xử lý sớm đi, làm sớm nào tốt vào đó. Nên biện pháp này là biện pháp tối ưu nhất cho bà con, biện pháp bà con chúng ta không có tiền để mà đầu tư cái phòng bệnh này á, thì bà con có thể pha bóc đô tỷ lệ 1%. Thì pha tỷ lệ 1% thì cái này nó cũng rất là cụ thể, bà con có thể tìm hiểu ở những cái đại lý thuốc và thực vật á, thì ra nói họ bán cho 1 kg sinh phát đồng, và 1 kg vôi chúng ta pha tỷ lệ là 1 kg đồng với 80 lít nước, và 1 kg vôi với 20 lít nước chúng ta đổ đồng và vôi chúng ta khuấy đều. Theo họ chúng ta tưới gốc, thì một gốc chúng ta tưới tầm khoảng cỡ tùy giai đoạn của tiêu, chúng ta tưới có thể tưới là 3 lít hoặc đến 5 lít hoặc 10 lít tùy vào giai đoạn của tiêu. Thì clip này mình quay cũng rất là dài và cụ thể để về cái hình ảnh của người nông dân chúng ta khi mà phòng và xử lý cái bệnh chết nhanh chết chậm trên cây tiêu trong thời gian mà kinh doanh. Thì bà con cứ xem và tham khảo clip này. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.
chiếu tứ mà. Ấy, cái bài chiếu tứ mà. Chiếu tứ đầu này biết thêm rồi. Biết thêm nó nhảy tới rồi. Biết thêm. Bỏ biết phòng nó chắc. Phòng để thu nó chắc cái đó. Thu chắc cái nào thu. Có kia kia cũng 2-3 tụ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.